3 điều luôn xảy ra mỗi khi mình review sách. Một là cô hàng ngô hoặc là hàng bánh giò sẽ kiểu quyết định là đi giao, như mọi người có thể nghe thấy tiếng ở background. Tiếp theo là hàng xóm mình sẽ quyết định là sửa nhà. Và thứ ba là mình sẽ hay bị buồn hắt xì hơi. Chào các bạn, mình là Châu và rất lâu rồi mới được chào mừng mọi người quay trở lại với channel Tara Sách của mình. Nhưng ngày hôm nay thì mọi người có thể nhìn thấy là mình đang mặc một cái kimono. Thì lùi ra cho mọi người dễ nhìn thì đây là một cái kimono cách điệu mà mình được bạn mình tặng khi mà chị ý sang Nhật du lịch. Và mình rất là thích nó ấy. Mình đã kiểu gọi là ao ước là sẽ một lần mặc nó để quay video về những cái quyển sách gì đấy nó liên quan đến Nhật Bản, nhưng mà mình toàn quên đi mất. Thì sẵn hôm nay mình nhớ ra nó, và thời tiết ngoài Bắc thì cũng đang lạnh lạnh thì cũng hợp để mặc cái bộ này. Thì hôm nay mình sẽ mặc kimono để review đương nhiên là một bộ truyện đến từ Nhật Bản. Đấy chính là bộ truyện Salmon Không Hải của nhà xuất bản Nhã Nam. Bộ truyện này thì gồm có 4 tập. Cái bộ này mình không có mua mà là mình chấn lột của bạn mình. Đúng hơn là đợt đấy mình kiểu đi nhà sách về nói, xong mình dụ nó mua quyển tập 1 đi, mình bảo hay lắm, mặc dù là mình chưa đọc. Thế là bạn mình kiểu tin lời mình, mua về và đúng là nó hay thật. Thế là sau đấy nó kiên quyết là kiểu săn các tập mới, tập 2 ra là nó mua luôn này. Xong rồi đến lúc tập 3, tập 4 vừa ra một cái là nó mua liền. Còn mình thì mình chỉ cần đợi là ra đủ rồi, nó đọc xong hết rồi thì mình mượn thôi. Thì với cái tên truyện này này, nó là một trong những cái tên truyện mà ban đầu mình đọc mình chả hiểu cái gì cả. Thế là sau này mình phải áp dụng cái cách mà mình đã từng dùng để mà hồi xưa hiểu các cái câu văn tiếng Anh mà kiểu nó khó hiểu. Đấy là breakdown, mình chia nhỏ cái câu đấy ra. Thì với cái tựa sách này cũng vậy. Mình sẽ chia ra là Salmon Không Hải. Thì Salmon là tạm hiểu, để gọi là cho dễ hiểu đi, thì nó là để chỉ những cái nhà sư ở bên Phật giáo. Không Hải là tên nhân vật chính của truyện, là một nhân vật có thật ở bên Nhật Bản. Và Thết Yến là Thết trong Thiết Đãi, hay mọi người còn hay nói là Thiết Đãi. Yến thì là yến tiệc, nghĩa là bày tiệc chiêu đãi. Bày quỷ đại đường thì thôi, dễ hiểu rồi. Bày quỷ ở bên đại đường là bên Trung Quốc. Thì tóm lại là khi mà mình break down chia nhỏ các cái cụm ở trong câu này ra thì mình cũng đã hiểu được cái nội dung của cái quyển sách này. Nó nói về một nhân vật nhà sư Không Hải. Và ông ý thì khi mà sang bên đại đường Trung Quốc để mà gọi là du học ấy, học về Phật giáo, thì ông ý đã có một cuộc chạm trán với cả bầy ma quỷ yêu quái. Trong video này mình sẽ nói về 3 điểm mình thích ở Salmon Không Hải và 2 điểm khiến cho mình chưa hoàn toàn hài lòng ở bộ truyện này. Ở cái lý do đầu tiên, đấy là mình rất là phục cách mà tác giả Yumemakura Baku đã tận dụng những cái chi tiết có thật trong lịch sử và phủ nó lên một cái tấm màn huyền bí, kỳ ảo, ma quỷ, rừng rợn các thứ ấy. Nghĩa là trong này thì sẽ có những cái nhân vật, sự kiện, rồi mốc thời gian trong lịch sử, địa điểm này nọ, nó có thật. Như là Salmon Không Hải, ông ý thực sự là ở bên Nhật và ông ý đã từng sang đại đường Trung Quốc để mà du học về Phật giáo. Rồi bên cạnh đó thì cũng có những cái nhân vật rất là nổi tiếng như là Bạch Cư Dị là nhà thơ thời Đường, rồi vua Đường Huyền Tông, Dương Quý Phi là người sủng phi của Đường Huyền Tông, nhà thơ Lý Bạch. Thì bên cạnh những cái nhân vật mà kiểu nổi tiếng mà kiểu chúng ta đã từng biết như thế, thì cũng có những cái nhân vật khác mà sau khi đọc bộ truyện này xong mình cũng Google thử và họ cũng tồn tại ở trong lịch sử ấy. Cái mà mình thấy rất là hay ở tác giả là ông ấy đã dựa trên những thứ có thật ở trong lịch sử, và không chỉ là một giai đoạn ở trong lịch sử mà nó là nhiều giai đoạn khác nhau trải dài hơn 50 năm để mà ông ấy kết nối mọi thứ với nhau và kể nó lên một cái câu chuyện nó thú vị, nó hấp dẫn nhưng mà nó vẫn kiểu đúng về mặt lịch sử ấy. Cái điểm mà mình rất là thích thứ hai đấy là cách mà tác giả xây dựng nhân vật là Không Hải. Thì tác giả đã khắc họa lên một cái nhân vật Không Hải với tính cách cực kỳ là thú vị luôn. Không chỉ là ông ấy vừa thông minh, nhưng trong cái sự thông minh đến đó là cái sự khôn ngoan và tinh quái ấy. Nghĩa là Không Hải sẽ không như một nhà sư bình thường là đạo mạo nghiêm trang đứng đắn đâu, mà ông ấy sẽ sẵn sàng là trêu đùa, rồi tương kế tiệu kế để mà đấu trí lại với những thế lực cả về siêu nhiên lẫn các cái thế lực chính trị các thứ. Thì mình nghĩ là chính cái sự tinh quái đấy của Không Hải đã làm nên sức hút cho cái bộ truyện này ấy. Chứ nếu mà Không Hải mà là một người kiểu nhà sư gọi là kiểu mẫu như là nhân vật Đường Tăng ở trong Tây Du Ký đi, thì mình nghĩ là cái bộ truyện này nó sẽ hơi bị
nhạt ấy. Không Hải sẽ không làm những việc mà một nhà sư bình thường nên làm. Ví dụ như là nhà sư thì sẽ phải kiêng tử sắc, nhưng mà không, nhà sư Không Hải ở trong quyển này thì vẫn sẽ uống rượu, vẫn sẽ đến thanh lâu, nghĩa là kỹ viện. Thì liệu những cái hành động của Không Hải có được tính là đi ngược lại, là vi phạm những giáo lý ở nhà Phật không? Thì nó đi đến lý do thứ ba và cũng là lý do quan trọng nhất tại sao mà mình thích cái bộ truyện này. Đấy chính là cách mà tác giả đã giảng giải rất là kỹ, rất là sâu và dễ hiểu về Phật giáo và các cái tôn giáo khác nữa, trong đấy cụ thể là về Mật Tông là một nhánh của bên Phật giáo, hay còn được biết đến là Kim Cương Thừa. Kim Cương Thừa thì sao nhỉ? Hồi xưa mình cũng được học một ít rồi, mình không thể nói là mình hiểu hết về nó, nhưng mà mình cũng kiểu gọi là hiểu biết sơ qua ấy. Thì với những người theo Kim Cương Thừa ấy, họ sẽ có những cái phương pháp tu luyện mà người ngoài như chúng ta nhìn vào bề nổi sẽ tưởng là nó đang đi hoàn toàn ngược lại với những cái lời dạy ở bên nhà Phật. Và đến lúc mình đọc thì mình còn cảm giác là cái phần phiêu lưu kỳ bí nó bị lấn át, nó bị lu mờ bởi những cái giảng giải của tác giả về đạo Phật thông qua các cái cuộc hội thoại giữa các nhân vật với nhau. Ngoài ra thì trong quyển này cũng viết rất là sâu về thơ ca đường, cụ thể hơn là phân tích. Và nếu mà chỉ nói không về thơ ca đường ấy thì mình nghĩ là nó sẽ bị nhàm chán, nhưng mà tác giả lại có lồng vào phân tích mà mình nghĩ đấy chính là cái sự đắt giá ấy. Bởi vì là một cái đứa mà kiểu không quá hiểu về thơ đường, nếu không muốn nói là không quan tâm, thì khi mà mình phải đọc những cái phân tích thì mình mới có thể appreciate, mình mới có thể trân trọng cái gọi là tinh túy của các cái bài thơ. Ví dụ trong này nếu mình nhớ không lầm, nó có một đoạn phân tích thơ của Lý Bạch viết về Dương Quý Phi, cái gì mà nhìn mây ta nghĩ đến xiêm áo nàng. Thì bình thường nó sẽ phải là nhìn nàng ta nghĩ đến mây ấy. Đấy là cách so sánh bình thường ấy, ví người với cả thiên nhiên, thì ở đây lại là ví thiên nhiên với người, là một cái cách đảo ngược lại hoàn toàn, nhưng mà nó lại như vậy nâng cái vẻ đẹp của cô gái lên ấy. Và nếu như không có tác giả giải thích thì mình sẽ chỉ đọc lướt qua và mình sẽ kiểu không để ý lắm đâu, nhưng mà nhờ giải thích thì mình mới kiểu wow, kiểu hay quá, mà mới hiểu là tại sao mà thơ ca đường thời đấy được đánh giá gọi là đỉnh cao của thơ ca Trung Quốc. Điểm khiến mình không thích ở bộ truyện này là mình cảm giác cái kết của nó có phần gấp và bị hụt. Nếu như mà ở tập 1 này, tập 2 và tập 3 thì tác giả đã bày biện set up mọi thứ để đẩy câu chuyện lên cao trào rất tốt, build up lên cao trào tốt lắm luôn, khiến cho người ta đọc và kiểu bị không thể đợi để mà xem là cái kết nó sẽ như thế nào ấy. Thì có vẻ như là vì 3 tập trước đã làm tốt quá rồi, cho nên là đến tập 4 tác giả bị đuối, giống như kiểu đã lên trên cao như thế này thì không thể cao hơn được nữa ấy. Và thế là cái kết nó không thỏa mãn được mình, nó không thuyết phục được mình. Nhưng mà tác giả thì cũng khôn khéo ở một chỗ là trước cái kết thì ông ấy đã gài cắm một cái chi tiết. Đấy là khi mà Không Hải nói về cái sự khó đoán của con người. Nghĩa là Không Hải bảo là ông ấy tưởng ông ấy đã tỏ tường về con người rồi, nắm được họ trong lòng bàn tay, nhưng cái sự khó đoán của họ cuối cùng lại khiến cho Không Hải trở tay không kịp. Thì chính cái chi tiết này nó đã chuẩn bị cho cái kết này, bởi vì cái kết nó bất ngờ ở chỗ là nó phụ thuộc vào cái sự khó đoán của con người ấy. Thì nó khiến cho cái kết tạm chấp nhận được, nhưng mà mình thì vẫn không thích lắm, bởi vì là cái style của mình là mình sẽ thích những cái kết nó mang tính logic, như vậy thì sẽ thuyết phục mình hơn. Logic ở đây nghĩa là nếu như mà ở trước chuyện đã bảo là A thì cái kết nó không được phạm với cái A đấy. Tuy nhiên thì mình cũng không thể vì một nửa của một tập cuối để mà đánh giá kiểu hỏng cả một bộ truyện được, bởi vì là thực sự là 3 tập trước nó vẫn làm rất là tốt luôn, và cái giá trị kiến thức của nó khi mà cung cấp về thơ ca thời Đường này, về các cái tôn giáo khác nhau, không chỉ là Mật Tông của Phật giáo mà còn có Bái Hỏa giáo, còn có cả Đạo giáo, thì nó khiến cho người ta rất là mở mang kiến thức. Ngoài ra thì có một cái điểm nữa mà mình không thích, đấy là cái cách kể của tác giả nó sẽ bị lặp lại thông tin khá là nhiều. Mình không biết đây là vô tình hay là cố ý, nhưng mà cái sự lặp đấy nó bị gần nhau quá ấy, và kiểu có thể dễ dàng nhận ra luôn. Ví dụ như ở tập 2 trang 99 thì có câu là Trường An quả thật đã giống như một trái chín nẫu sắp rụng, thì chỉ ngay trang 102 là 3 trang tiếp theo thôi thì nó đã có câu là Trường An nói rộng ra là nhà đường, trái thơm của lịch sử loài người, thời kỳ này đã bắt đầu tỏa mùi thối rữa bên trong. Hoặc là như ở đây thì mặc dù vậy, Trường An thời kỳ này vẫn là đô thị số 1 thế giới với dân số lên đến 1 triệu người, tự như điều kỳ diệu trong lịch sử nhân loại. Đấy là ở trang 100. Thì đến trang 103 lại là một câu là mặc dù vậy, Trường An thời kỳ này vẫn là sự kết tinh rực rỡ mà lịch sử loài người tạo ra. Nghĩa là chỉ từ trang 99 đến trang 102 thôi mà đã có hai chi tiết bị lặp lại, hoặc là có những đoạn mà mình đã biết diễn biến nó như thế này thông qua hội thoại giữa các nhân vật rồi, nhưng chỉ ngay mấy trang sau thôi là tác giả lại nhắc lại cái diễn biến đấy.
không phải là thông qua hội thoại mà là thông qua cách kể bình thường ấy, thì mình không hiểu là tác giả làm vậy là để nhấn mạnh hay là để nhắc người đọc vì sợ người đọc quên hay như thế nào. Nhìn vào mặt tích cực thì có thể là tác giả cố tình làm vậy để nhắc bạn trong trường hợp là bạn bị loạn giữa một rừng kiến thức và một rừng những tên, tuổi, nhân vật các thứ thì tác giả làm vậy để giữ cho bạn vẫn có thể follow, vẫn có thể theo sát vào cái mạch truyện. Maybe vừa rồi là phần review của mình về bộ Sa Môn Không Hải. Nói chung là để cho điểm cái bộ này thì mình cũng vẫn chưa tìm được một cái điểm cụ thể, bởi vì là mình sẽ đánh giá nó từ hai cái khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là về một bộ truyện phiêu lưu kỳ bí có dựa trên cái yếu tố thật ở trong lịch sử, và một cái góc độ thứ hai là những cái giá trị của nó, cái giá trị kiến thức rất là mở mang. Thì nếu như mà phải đánh giá thì chắc là mình phải cộng điểm của từng cái khía cạnh đấy xong mình chia đôi quá. Nhưng mà tóm lại là mình cũng đang chưa có hướng làm việc. Nhưng mà nói gì thì nói, đây vẫn là một bộ truyện rất là đáng đọc với những bạn mà thích thể loại phiêu lưu kỳ bí, những cái chuyện giật gân xoay quanh vương triều thời xưa. Hoặc là nếu như mà bạn thích đọc về thơ ca đường hay là muốn tìm hiểu về mật tông của Phật giáo thì cũng có thể tham khảo, bởi vì đây sẽ là một cái lượng kiến thức nó không phải là hết, nhưng mà nó cũng như kiểu gọi là cho bạn biết một ít về cái nhánh của Phật giáo đấy ấy. Video của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Mình cảm ơn mọi người đã xem video đến lúc này. Và nếu như mọi người thích cái video này thì đừng quên like và comment ở dưới cho mình biết ha. Và cũng đừng quên là subscribe kênh của mình hay là chia sẻ nó với bạn bè để nhiều người biết đến hơn à. Thế nha, bye, take care.